rạng sáng 19 tháng 11 năm 2021, hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất trong thế kỷ sẽ diễn ra. Theo NASA, sự kiện nguyệt thực một phần của mặt trăng Micro Beaver sẽ diễn ra trong tổng thời gian khoảng 3 tiếng 28 phút. Nguyệt thực xảy ra khi trái đất nằm trên đường nối liền mặt trời và mặt trăng, khiến bóng của hành tinh chúng ta che khuất nó và làm mặt trăng xuất hiện một màu đỏ sẫm. Sự kiện lần này có thể được chứng kiến từ Bắc Mỹ, Alaska, Tây Âu, Đông Úc, New Zealand và nhật bản dù giai đoạn đầu của nguyệt thực xảy ra trước khi mặt trăng mọc ở đông á úc và new zealand những địa điểm này vẫn có thể nhìn thấy nguyệt thực khi nó đạt cực đại đây chắc chắn sẽ là sự kiện được giới yêu thiên văn học chờ đón